Nhân dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận năm 1992-2022 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 2022. Sáng nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận phối hợp với Câu lạc bộ tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động khám bệnh từ thiện, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà tại xã Đông Giang và Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc. Người dân hai xã vùng cao đã được các y bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu, tư vấn giúp sớm phát hiện bệnh tật và được hướng dẫn cách chăm sóc chữa trị kịp thời, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Đoàn cũng trao tặng 200 phần quà cho người nghèo, 150 bánh trung thu cho trẻ em, 30 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi và tặng một chiếc xe lăn cho người bệnh thuộc diện chính sách có công với cách mạng.